Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị. Buổi tối ngày hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2022. Em lên sóng báo giá rất là nhiều mẫu xe đẹp đang có tại salon. Thôi để xem nó đã vào chưa. Nghe tiếng rồi nào. Đang có tại salon. Và bây giờ em chờ đợi các anh các chị vào xem, ủng hộ, chia sẻ giúp em. Một vài phút nữa thì em sẽ đi vào công việc báo giá. Mọi người hãy chào để em biết được rằng mọi người đang xem. Và hôm nay Hiền Kim đang có việc bận nên là em sẽ lên live stream thay. Nếu như mà anh chị nghe cảm thấy không hay thì cũng xin một tràng vỗ tay ủng hộ em nhé. Vâng, chào anh Nguyễn Hiếu, chào anh Văn Trường, chào anh Phạm Nhâm. Xin chào mọi người. Hôm nay bên em về thêm rất nhiều mẫu xe đẹp nữa. Chào anh Thân Thủy đang xem. Mọi người vào xem thì đừng tiếc một nút like và một nút chia sẻ kênh cho em. Chào anh Vũ Thái. Chào 63 người đang xem trực tiếp buổi live hôm nay. Chào anh Đào Trường. Đợi đủ 100 người thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng chiếc xe một cho anh chị được xem. Và nếu có yêu thích hoặc đang quan tâm mẫu xe nào thì vui lòng để lại comment bên dưới hoặc là điện thoại trực tiếp cho em vào số 0978607555 hoặc số 0941337888 để được tư vấn trực tiếp. Rất là nhiều xe. Chào anh Văn Điệp, chào Nguyễn Tuyến, chào anh Thanh Mộc, chào 92 anh em đang xem trực tiếp. Thương chưa mở cái máy để anh đọc comment. Máy trong nhà, nghe rõ không? Tiếng nghe rõ không? Tôi xem cái máy, đưa cái máy vào trong nhà đây để anh đọc comment. Máy này người ta gọi đến thì còn nghe. Vâng, đã đủ 101 người. Và bây giờ em sẽ báo giá cụ thể từng chiếc xe một. Và nếu như em trả lời comment của quý anh chị không được đầy đủ thì mong quý anh chị hết sức thông cảm. À vâng, chào anh Cao Huy. Con to cao màu đen là chiếc xe vừa mới về ngày hôm nay. À vâng, chào anh Cao Huy. Con to cao màu đen. Đây, cũng là một chiếc xe vừa mới về buổi chiều ngày hôm nay. Một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Chính chủ, một chủ từ đầu biển Thái Bình. Đó, chiếc xe này là của một anh công an, anh ấy để lại cho. Và không làm mất nhiều thời gian của anh, bây giờ em giới thiệu luôn. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản động cơ 2.2. Chiếc xe này sản xuất năm 2020 và mới đi chuẩn zin 3.3 luôn. Đó, lốp theo xe còn cả dàn còn rất dày. Hiện tại thì chiếc Hyundai Santa Fe 2020 này bên em đang chào bán với mức giá là 1.085.000.000 có thương lượng và sẽ giảm giá cho anh chị nào chốt nhanh, gọi điện trực tiếp cho em. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng chiếc xe này còn được lên tới 70% giá trị xe. Và buổi chiều nay em đã có làm video chi tiết của chiếc xe này rồi. Nếu anh chị cần xem kỹ hơn, rõ hơn, nét hơn nữa thì có thể là kết nối Zalo với em vào hai số trên để em có thể gửi hình ảnh video rõ nét nhất,
truyền tải tất cả những góc cạnh đẹp nhất cho quý anh chị. Vâng, xin chào. Xin chào mọi người. Một chiếc Hyundai Santa Fe rất mới. Chiếc xe này thì nó trang bị rất nhiều option, ví dụ như cốp mở điện này, rồi xe đã được lên thảm lót sàn 6D, bậc lên xuống. Option theo xe thì có cốp mở điện, rồi có hệ thống khởi hành ngang dốc, rồi view cam sau, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, ghế lái chỉnh điện. Đó, rất nhiều option. Em xin phép nhắc lại một lần nữa, nếu anh chị cần video hình ảnh rõ nét hơn thì vui lòng kết nối với em vào Zalo của hai số trên, bên em sẽ gửi hình ảnh thông tin rõ nét hơn ạ. Và lại thêm một chiếc xe 5 chỗ gầm cao màu đen nữa, đây là chiếc xe đàn em của Hyundai Santa Fe và nó là Hyundai Tucson phiên bản cao cấp nhất, đó là bản 1.6 turbo. Chiếc xe này sản xuất năm 2018 và đã sử dụng được hơn 5 vạn km. Hiện tại đang có mức giá chào bán tại bên em là 818 triệu có thương lượng. Đó, đây là chiếc Hyundai Tucson. Động cơ 1.6 turbo tăng áp. Phiên bản cao cấp nhất sản xuất 2018 đã sử dụng hơn 5 vạn km. Hiện tại đang có mức giá chào bán là 818 triệu có thương lượng. Tiếp tục ở cái phân khúc xe 7 chỗ gầm cao thì em có thêm một chiếc Kia Sorento. Sản xuất 2016, máy xăng bản full. Xe cũng đã sử dụng được 7,5 vạn km. Hiện tại thì chiếc Kia Sorento này đang có giá chào bán tại salon em là 625 triệu. Xe màu trắng, nội thất kem còn rất đẹp. Và Kia Sorento cũng là một chiếc xe cùng phân khúc với lại Hyundai Santa Fe. Và nó cùng là một người anh em thôi. Tuy nhiên thì chiếc Kia Sorento này nó mất giá nhanh hơn là dòng Santa Fe. Chiếc Mitsubishi Xpander số sàn này bên em đã dừng giao dịch. Thêm một chiếc xe 5+2 nữa, phân khúc của Tucson. Đây là chiếc Mitsubishi Outlander bản 2.0 CVT. Chiếc xe này sản xuất năm 2018, nội thất kem. Hiện tại đang mức giá chào bán là 680 triệu. Cũng là một chiếc xe rất là bền bỉ, điều hòa mát. Và cũng đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Chiếc Mazda CX-5 này tạm dừng giao dịch. Quý anh chị có cần tư vấn gì vui lòng để lại comment bên dưới hoặc kết nối vào Zalo hai số trên để được tư vấn kỹ hơn. Thêm một chiếc xe cũng vừa mới về chiều ngày hôm nay, một chiếc sedan phân khúc hạng C, đây là chiếc Hyundai Elantra, sản xuất 2017, đã đi được hơn 5 vạn km, xe màu trắng nội thất kem. Chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 525 triệu, có thương lượng và vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 60% giá trị xe. Và đây cũng thêm một chiếc xe rất là đẹp vừa về chiều ngày hôm nay. Một chiếc Kia Cerato bản 1.6 Luxury, xe màu đen, đăng ký lăn bánh lần đầu 2019, xe chạy 3 vạn 7,
Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 579 triệu, một cái số rất đẹp và với một cái giá cũng khá là hợp lý. 579 triệu. Kia Cerato bản Luxury đăng ký lăn bánh lần đầu 2019, chạy 3,7 vạn. Lốp theo xe còn rất dày. Và tiện thể hàng bên này em giới thiệu luôn một chiếc xe rẻ nhất tại nhà em hiện tại. Đây là chiếc VinFast Fadil. VinFast Fadil bản 1.4 số tự động. Bản này là bản tiêu chuẩn. Sản xuất 2021, xe đã sử dụng được 2 vạn cây số và đang có giá chào bán bên em là 350 triệu. Và đây, sang bên này, bên em còn rất nhiều các cái mẫu xe sedan từ phân khúc hạng B cho đến phân khúc hạng C. Màu đỏ, màu đen, màu trắng đầy đủ hết. Và chiếc đầu tiên em giới thiệu của những chiếc xe màu đỏ đây là chiếc Hyundai Elantra. Chiếc xe Hyundai Elantra này sản xuất năm 2019, cuối 2019, form mới. Sử dụng động cơ 1.6, xe này đã có đề nổ thông minh, màn hình cam lùi, cửa sổ trời. Hiện tại thì chiếc Hyundai Elantra này đã sử dụng được hơn 3 vạn cây và đang có mức giá chào bán bên em là 588 triệu. Và cũng tiếp theo của một chiếc xe màu đỏ cũng cùng phân khúc, đây là chiếc Honda Civic bản 1.5L Turbo. Phiên bản này là phiên bản có cửa nóc và xe cũng đã được trang bị màn hình Android Cam 360, bô nổ on-off, đèn full LED. Chiếc Honda Civic này bên em đang chào bán với mức giá là 720 triệu có thương lượng, cho anh chị nào gọi điện cho bên em sớm nhất. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 60-70% giá trị xe. Một chiếc xe màu đỏ tiếp theo em giới thiệu cho toàn thể quý vị quý anh chị được xem. Đây là chiếc Kia K3 đời 2016. 2016 nó là phiên bản cuối cùng của dòng xe Kia K3. Đến cuối 2016 thì nó sang Kia Cerato và đến 2022 thì lại chuyển sang Kia K3. Chiếc Kia K3 này màu đỏ, nội thất màu kem. Xe này đã đi được 7,2 vạn chuẩn luôn, 7,2 vạn chuẩn km. Hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 480 triệu. Thêm một chiếc xe màu đỏ tiếp theo, đây là chiếc Kia Cerato bản 1.6 số tự động, sản xuất cuối 2017, mâm xoắn, nội thất kem. Chiếc xe này đã sử dụng 4,8 vạn km và hiện tại đang có mức giá chào bán là 525 triệu. Chiếc Kia Cerato màu xanh Kawasaki cuối 2018 nội thất hai màu này bên em đã bán rồi, tạm thời dừng giao dịch. Và cũng thêm một chiếc xe vừa mới về ngày hôm nay đây. Hình như ngày hôm nay không có anh em, không có chị em nào comment tương tác để hỏi xe thì phải, chỉ xem thôi. Đây, một chiếc xe Mazda 3, động cơ 1.5 hatchback. Bản hatchback là bản đuôi cọc 1.5 hatchback, sản xuất năm 2016, nội thất, ngoại thất đều màu đen. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 498 triệu có thương lượng. Cũng là một mẫu xe phân khúc hạng B, đi cùng với Hyundai Elantra, Honda Civic, Toyota Tiit và Kia Cerato. Mazda 3 cũng là một chiếc xe được rất nhiều người ưa chuộng. Xe này thì nó rất tiết kiệm nhiên liệu. $498 triệu đời 2016 bản 1.5 hatchback. Và bước sang bên này còn vài mẫu xe phân khúc hạng B, hạng C đầy đủ luôn. Đây là chiếc Toyota Yaris đời 2015 bản 1.5G số tự động. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán là 468 triệu. Toyota Yaris là một chiếc xe rất bền và giữ giá. Thêm một chiếc xe của Toyota nữa, đây là chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G số tự động, sản xuất năm 2019,
tình trạng xe đã sử dụng hơn 3 vạn km và đang có mức giá chào bán là 518 triệu có thương lượng. Chiếc kế tiếp cũng là một chiếc màu trắng phân khúc hạng C. Đây là chiếc xe Kia Cerato sản xuất cuối năm 2016. Màu trắng nội thất, ghế da 2 màu. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 495 triệu có thương lượng. Thêm một chiếc Hyundai Accent số tự động đời 2020 chạy hơn 3 vạn cây, màu trắng nội thất, ghế da 2 màu. Hyundai Accent. Chiếc này bên em đang chào bán là 505 triệu có thương lượng. Và đây là một chiếc xe phân khúc hạng B, giá khá hợp lý, form dáng đẹp, chất lượng xe còn cực kỳ mới luôn. Đây là chiếc Kia Soluto sản xuất năm 2019, số sàn bản đủ. Xe mới chạy chuẩn 4 vạn km, lốp sơ cua chưa hạ, lốp theo xe còn cả dàn. Chiếc Kia Soluto này bên em đang chào bán với mức giá là 362 triệu. Phiên bản đủ luôn ạ. 4 vành đúc, 4 phanh ABS. Có anh chị nào có thắc mắc gì hoặc cần tư vấn gì thì vui lòng để lại comment bên dưới để em trả lời luôn ạ. Chào anh Hạnh Sùng đang xem, chào anh Trần Gia Minh, anh Trần Vĩnh Phồn. Và tất cả các anh chị có quan tâm hoặc đang cần tư vấn xe nào, mẫu xe gì thì vui lòng để lại comment bên dưới để em được tư vấn. Đây, một chiếc Kia Cerato vừa về chiều tối nay, chạy 3,7 vạn. Bản 1.6 Luxury, đăng ký lăn bánh lần đầu 2019. Xe màu đen nội thất kem. Chiếc này em đang chào bán với mức giá là 579 triệu đây. Cũng là một chiếc xe mới về, Hyundai Elantra. Bản 1.6 số tự động đời 2017, chạy hơn 5 vạn cây. Màu trắng nội thất kem, 525 triệu. Một chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo sản xuất 2018 đã chạy hơn 5 vạn cây, giá 818 triệu có thương lượng. Và thêm một chiếc xe cũng vừa mới về chiều ngày hôm nay, một chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu bản động cơ 2.2 sản xuất năm 2020, xe mới sử dụng 3,3 vạn km, hiện tại đang có mức giá chào bán là 1 tỷ 085 triệu có thương lượng. Mazda 3 1.5 bản hatchback sản xuất 2016, xe màu đen nội thất đen, đã sử dụng 6,8 vạn, hiện tại đang có mức giá chào bán là 498 triệu. Thì vừa rồi em đã giới thiệu xong tất cả những mẫu xe của bên em. Nếu như anh chị không có bình luận gì thì hiện tại bây giờ em xin phép là tạm dừng live stream trực tiếp tại đây. Hẹn anh chị vào những video lần sau. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.